Hàng loạt trường hợp các thí sinh được nâng điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018 ở ba tỉnh Sơn La, Hòa Bình, Hà Giang đã được công bố. Nhiều trường hợp đã bị buộc thôi học. Thế nhưng câu chuyện về những thí sinh bước vào giảng đường không bởi năng lực thật vẫn khiến dư luận quan tâm. Một câu hỏi được đặt nhiều người đặt ra lúc này đó là phụ huynh các em là ai? Có nên công khai danh tính các phụ huynh và hướng xử lý những nhân vật này như thế nào? Chúng tôi đã tạo một cuộc thăm dò cho các khán giả trên trang fanpage Trung tâm tin tức VTV24. Chỉ sau một tiếng đồng hồ tạo lập cuộc thăm dò, có tới gần 20.000 lượt khán giả tham gia khảo sát. Trong đó khoảng 89% khán giả cho rằng nên công khai danh tính phụ huynh thí sinh gian lận thi cử. Nhiều lý do được nêu ra công khai để góp phần chống tiêu cực mạnh hơn, đây cũng là mong muốn của người dân. Có công khai, vì phụ huynh cũng là một trong những người gây ra vi phạm này. Cần công khai và xử lý nghiêm, mang tính răn đe, giáo dục và là bài học cho những người khác. Thời sự hôm qua đưa tin bên Mỹ, vụ chạy điểm có cả ngôi sao gì đó, Mỹ phạt tù và cả tiền, phụ huynh. Số 11% khán giả biểu quyết không nên công khai danh tính phụ huynh thì cho rằng, Vấn đề là công khai để làm gì và không công khai thì sao? Quan trọng là các cơ quan chức năng phải xử lý đúng người đúng tội. Ngoài ra phải để cho các em nhỏ có cơ hội làm lại. Nói cho cùng thì các em cũng chỉ là nạn nhân. Theo mình thì không nên công khai, vì khi công khai thì chả khác nào không còn con đường lùi cho các bạn và gia đình. Đưa chức vụ lên thì người ta cũng biết rồi, thay vào đó là có biện pháp mạnh gian đe hơn. Sử phạt thật nghiêm túc và đặc biệt những gia đình cán bộ còn công khai thì không cần thiết, quan trọng là có xử lý công bằng hay không thôi. Trên các phương tiện truyền thông, đại biểu Quốc hội luật sư Trương Trọng Nghĩa cho rằng việc dùng tiền để mà mua điểm mua cơ hội cho con em là hành vi không thể chấp nhận về mặt đạo đức và có dấu hiệu của tội đưa hối lộ, rất cần xử phạt nghiêm minh những hành vi trên. Và chuyển động 24 giờ chúng tôi sẽ còn tiếp tục truyền tải những ý kiến, những góc nhìn khác nhau về sự việc này trong những chương trình tiếp theo. Và đừng quên gửi cho chúng tôi ý kiến của quý vị trên trang fanpage Trung tâm tin tức VTV24 về sự việc này.